Sau khi mà chúng ta xem hết cái video này thì các bạn sẽ biết cách để mà có được một cái phần mềm chơi cờ hoàn toàn là miễn phí. Và trong số rất là nhiều phần mềm thì ở đây mình ưu tiên giới thiệu đó là PenFei Chess 5.5.8.9, bản mới nhất. Tại sao là như vậy? Là bởi vì thứ nhất là nó miễn phí, thứ hai là nó có tiếng Việt đấy ạ, và giao diện của nó thì cũng rất là trực quan. Rồi thì để mà có được một cái phần mềm như thế này thì bước thứ hai các bạn sẽ giải nén giúp mình cái file này ra nhé. Đấy, tại sao vừa mới bắt đầu vào đã bước thứ hai, là bởi vì bước một là các bạn sẽ cần phải tải cái file này về đã, đúng không? Thì đường link tải thì mình sẽ để ở phần cuối video nhé. Rồi thì đây mình giả sử là các bạn đã tải về rồi thì các bạn sẽ tiến hành giải nén thôi, chuột phải này, chọn vào phần extract all, hoặc là bạn nào mà cài WinRAR rồi thì chúng ta chọn vào WinRAR nhé, chọn vào extract to PenFei này, đó rất là nhanh thôi. Rồi chúng ta sẽ mở cái file này lên, thậm chí là chúng ta không cần phải cài đặt gì hết. Đây là cái file chương trình này, các bạn sẽ mở lên nhé. Tên tiếng Trung của nó thì đúng ra nó đọc là PenFei nhé, tuy nhiên là đây thì chúng ta coi như là người Việt với nhau đi, đọc là PenFei cho nó dễ nhé. Rồi ạ, mình sẽ cái đúp này mở lên này. Đó, các bạn thấy là rất là nhanh đúng không ạ? Không cần phải qua cái quá trình cài đặt gì cả, lập tức nó mở lên luôn. Thì tiếp theo để mà thuận tiện thì các bạn sẽ nên chuyển giao diện nó sang tiếng Việt. Đấy, các bạn sẽ chọn vào chữ Language, chọn vào tiếng Việt. Thì đó là lý do tại sao mình lại ưu tiên giới thiệu PenFei chứ không phải là những cái phần mềm khác. Thực ra là về phần ngôn ngữ thì phần mềm này nó mới chỉ Việt hóa được tầm khoảng 90% thôi. Một số chỗ thì nó vẫn là tiếng Anh hoặc là tiếng Trung, nhưng nó cũng không quá là nghiêm trọng đâu. Chúng ta chơi một thời gian là chúng ta sẽ quen với giao diện thôi. Rồi ạ. Và nhân tiện đang nói về giao diện thì các bạn thấy là ở đây mình đang sử dụng cái bàn cờ có chữ là tiểu tử thích cờ. Giả sử các bạn thích dùng một cái mẫu khác đi chẳng hạn nhé, thì các bạn sẽ vào phần là hiển thị này, chọn phần là Board and Chess Style nhé. Đấy, có rất là nhiều những bàn cờ ở đây. Đó, chọn thôi. Ở đây đơn giản là chúng ta sẽ chọn thôi. Đấy, chúng ta thích cái giao diện nào thì chúng ta chọn. Đó, rất là nhiều mẫu. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ đến với lại một số những cái chức năng cơ bản của phần mềm nhé. Đó là dùng để chơi cờ đúng không? Và các bạn thấy là mặc định ấy, thì máy tính nó sẽ đi bên đen. Đó, còn nếu mà chúng ta muốn là mình đi bên đen, máy tính đi bên đỏ thì các bạn sẽ bấm vào bên đỏ nhé. Đó, và lập tức thì bàn cờ nó cũng sẽ đảo chiều luôn. Họ đi binh 7 tấn 1 đúng không ạ? Và màn hình bên đen nó sẽ ở phía chúng ta để cho chúng ta thuận tiện. Rồi, còn ở đây thì mình sẽ giả sử là chúng ta đi bên đỏ đi để cho máy tính đỡ. Thì chúng ta sẽ vào phó 2005 chẳng hạn nhé. Các bạn thấy không ạ? Máy tính nó sẽ lập tức đi mã 8 tấn 7 này, mã 2 tấn 3, xe 98 thì xe 1.2. Và các bạn thấy là gì ạ? Mình chưa kịp đi thì máy tính nó đã hiển thị mũi tên để mà gợi ý rồi. Nhưng mà mình lại không thích như vậy. Mình muốn là tự suy nghĩ đúng không? Vậy thì để mà tắt được cái mũi tên này đi thì làm như thế nào? Thì các bạn sẽ vào phần là hiển thị nhé, hiện mẹo nước đi này. Mặc định thì nó sẽ là luôn luôn. Còn nếu mà không ấy, thì các bạn sẽ chuyển sang là chế độ là không bao giờ. Thì có nghĩa là nó sẽ không hiển thị mũi tên nữa. Hoặc là chế độ thẩm cờ. Đấy, không bao giờ thì đây, như thế này. Đó. Còn chế độ thẩm cờ là như thế nào? Có nghĩa là khi mà chúng ta đi đến một cái nước cụ thể nào đó nhé, mà lại muốn gợi ý đó, thì các bạn sẽ chọn vào phần là hiện mẹo nước đi và chế độ thẩm cờ. Khi đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái ký lúp ở đây thì nó lại hiển thị mũi tên để mà gợi ý cho chúng ta. Rồi, mã 8 tấn 7. Đó, không thích nữa thì chúng ta lại tắt mũi tên đi. Rồi, lại chọn ở bên đen đi hậu. Đó, và cứ thế là chúng ta chơi thôi. Đó, và mình thấy là chơi cờ tướng giỏi thì nó cũng không hề khó đâu. Các bạn chỉ cần đi đúng như phần mềm giúp mình là được. Rồi, nói vui vậy thôi. Rồi, và trong video này thì mình giới thiệu ngắn gọn vậy thôi nhé. Các tính năng còn lại thì mình sẽ giới thiệu lần lượt trong video tiếp theo nhé. Và phần cuối như mình đã hứa thì đây sẽ là cái đường link để mà các bạn sẽ tải phần mềm về nhé. Sau khi mà bấm vào thì các bạn sẽ được dẫn tới cái bài viết ở trên group Shop Cờ Tướng. Và nếu mà có những cái thắc mắc liên quan tới phần mềm cờ tướng nói chung và PenFei nói riêng thì các bạn sẽ comment vào bài viết đó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.